Xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feang. Hiện tại thì Feang đang ở khu vực An Giang, khu vực Châu Đốc các bác. Ngày hôm nay thì Feang rất là vinh dự được gặp Song Hỷ, có chị Nga Subo đồng hành và bé Mon Vlog. Bản thân Feang thì là một người con của khu vực ở trên rừng núi cách đây 3.000 cây số. Bản thân Feang thì cũng xuất phát từ con đường giúp bà con thiện nguyện. Với mình thì với Feang thì là những bà con ở trên vùng núi phía Tây Bắc, Đông Bắc thì Feang đã giúp rất là nhiều rồi. Đấy, giúp công, giúp sức là kết nối, xây nhà, làm cầu, làm đường. Nhưng trên cái chặng đường thiện nguyện của Feang ấy, Feang muốn là đến một số nơi khác đấy, là giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Đấy, thì hôm nay thì Feang cũng có một chút chút tiền nho nhỏ mua gạo cùng với mọi người. Cũng được sự động viên rất là nhiều từ kênh của Mon Vlog, kênh của chị Nga Sumo. Cả Song Hỷ giúp ở đây rất là nhiều rồi. Bởi vì những chương trình thiện nguyện ví dụ như vùng cao ấy, thì là Song Hỷ lên thì Feang sẽ lại hỗ trợ giúp Song Hỷ. Thì Song Hỷ đã giúp Feang mua gạo này. Trong này là 128 phần gạo để giúp cho những người có hoàn cảnh khó khăn ở trên ghe, trên thuyền này các bác. Thì cũng rất là cảm ơn Song Hỷ. Thì là chút nữa thì tất cả những cái số gạo này ấy, sẽ chuyển lên thuyền và đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn trực tiếp ở trên sông này, đến để biết được cuộc sống của bà con khó khăn đến đâu. Có nghĩa là trong cái chặng đường làm thiện nguyện của Feang có thể 1 năm, 2 năm nữa, 3 năm nữa, nhưng mà đến đâu mình có tình cảm giúp đỡ được đến ai một tí nào ấy, có duyên á, có duyên điểm nào á, thì mình sẽ hỗ trợ điểm đó. Hay quá anh ơi. Mà khi mà em nghe anh fan với mọi người, chị Nga với bé Mon nè, có ý nguyện là muốn gửi tặng những phần quà cho bà con làng bè, Song Hỷ rất là vui và cũng thay mặt bà con làng bè cảm ơn mọi người rất là nhiều vì luôn lúc nào cũng quan tâm để ý bà con ở Châu Đốc An Giang. Bây giờ mời mọi người xong là cùng Feang, cùng chị Nga với Song Hỷ một bé Mon nữa để mang cái phần gạo đến với bà con nghèo ở trên sông. Rất là mong khán giả kênh Feang là đồng hành cùng Feang để xem những hoàn cảnh ở dưới này như thế nào.
bây giờ xong thì giúp Phương này bảo các bác là chuyển gạo. Dạ em nhờ mấy anh hỗ trợ giúp em nha. Còn xong Hỷ ơi, bây giờ ai là người mua gạo cho mình nhỉ? Đây anh chủ bán gạo. Dạ vâng, anh chị bảo xong Hỷ bảo anh ơi, anh Lý ơi, em qua đây em gửi tiền gạo. Dạ. Hôm qua thì tiết cái tiền gạo là 123 bao, một mỗi bao 5 kg như thế này á thì là giá khoảng 10 triệu anh. Là 10 triệu đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thì 10 triệu hôm qua có Mon, chị Nga với ở Phen nữa thì bên Mon với chị Nga là giúp cho 3 triệu. Đây là 1 này, 2 này, 3 triệu. Đây là phần của chị Nga và bé Mon. Còn đây là 7 triệu là Phen có một chút thôi thì cũng góp vào cho đủ 10 triệu thì Phen cũng không có nhiều. Dạ. 1 này, 4 này. 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Vâng. Cảm ơn. Là dạ, em cảm ơn anh nhé. Cũng hy vọng là một chút tấm lòng của một người con ở khu vực Hà Giang để đem đến với bà con ở khu vực miền Tây sông nước này. Dạ. Hy vọng là bà con ở đây nhận được tấm lòng của mình ha. Dạ cảm ơn anh. Bao gạo anh thấy ok không? Vâng. Em lựa bao phải rực rỡ như thế này nè. Đó. Thực ra là xong thì cũng rất là đưa ra mấy cái option để lựa chọn cho mọi người. Gạo ở đây là toàn những loại gạo tốt. Xong thì hôm qua có chia sẻ với ở Phen một câu chuyện ấy, có những người ở trên ghe trên thuyền ấy, là người ta có thể còn không có thời gian, còn không xuống được khu vực đất liền đúng không? Đúng rồi. Là do là không có phương tiện đi lại. Đấy, ở đâu cũng thế, ở đâu cũng có người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy, miền Tây sông nước mình cũng có người có hoàn cảnh khó khăn. Mình thấy ở ngoài thì rất là hào nhoáng nhưng mà nhiều khi có những cái góc khuất rất là phía trong nhưng mà mình không tìm đó. Nhưng mà hôm nay thì em cũng cảm ơn anh Phen, cảm ơn các bạn cũng đã luôn yêu thương gửi gắm những cái tình yêu thương này. Thật sự rất là quý luôn. Trời ơi, chị Nga lăn xả luôn hả? Cũng như trước đó cả nhà theo dõi kênh của chị Nga Sumo thì cũng có biết là Mon và chị Nga Sumo thì sẵn không hỉ và thêm Ái Nhi đã từng đi một lần rồi. Đã từng khác ở đây một lần rồi. Vui. Mệt nhưng mà vui nhỉ? Mệt cũng vui luôn. Đúng rồi. Song Hỷ cũng chọn đúng thời điểm là lúc sáng ấy là nó mưa với cả lúc sáng mọi người. Coi Song Hỷ báo thời tiết không vậy? Hả? Không thôi, không có coi, bữa nay không coi. Chứ mà mấy bữa hôm trước là trời ơi, mọi người chuẩn bị đến là đã có một cái loạt thông báo là bão. Cũng lo lắng nhưng mà may mắn cái là mình gặp nhau cái trời, bão. Hết bão. Ủa gì vậy? Xong thì còn được mệnh danh là cô gái mưa. Cô gái bão. Cảm ơn mọi chào người. Chào các chú nhá. Hẹn dạ. Ngày tới nè. Dạ. Chúng mình lại gặp nhau rồi cô. Ôi chị. Cô đất con. Đấy chị em mình lên thuyền. Mọi người lên đi mọi người. Mình sẽ đi lên thuyền nha. Chào cô nhá. Dạ. Chào mấy em. Dạ. Cô này với chú này là hôm bữa là cũng có phụ của em là về gặp. Bây giờ. Chào chú. Em chào chú. Trời ơi, cái này là nhiều khi mà em nghĩ anh mình ngồi ngoài này đi. Tại vì ngồi sát quá sẽ có cái âm thanh rất là ồn. Mình ngồi đây mình ngồi. Nhỏ không? Thôi nhỏ quá thôi. Nhỏ hả? Lửa có bự đi đi. Có ai đó không hay là đi rồi? Anh một hồi đi qua bên người mấy người chăm á. Ok, tuyệt vời. Ừ. Má ơi. Mình cứ lênh đênh trên sông nước này. Hay là mọi người hai hộ hả? Hai hộ đúng không? Chào anh nhá. Đây là người chăm à, vâng. Em ở trên Hà Giang xuống có ít gạo gửi các anh ạ. Dạ. Dạ và chào chú ạ. Là mình sinh sống ở trên này thôi ạ. Là bữa nay là được cá nhiều không chú? Dạ. Chút xíu hả? Vâng. Thường là chú sẽ đánh bắt ở đâu lận? Ngay gốc này luôn. Dạ. Cháu nhìn thấy có mọi người là có mỗi ít rau đây à. Vâng, chúc mọi người sức khỏe nhá. Vâng ạ. Chào chú ạ. Sức khỏe nhá. Là các chú là người chăm ạ? Dạ vâng, em chào anh ạ. Người chăm. Dạ vâng. Đây là hai phần đầu tiên đến được với những người dân ở đây các bác. Đây là những cái hộ gia đình họ sinh sống ở trên này các bác. Anh
thấy là những cái keo gia vị, những cái kệ người ta sẽ làm tạm bợ không? Đó. Quần áo người ta sẽ giặt rồi xong người ta phơi. Ở đây thì đa số mọi người ở trên ghe thì sẽ rất là ít cái những cái đồ dùng trên ghe mình như vậy. Nhưng mà họ vẫn ở trên đó nha. Anh chưa? Cả một hành trình cuộc đời họ là sống ở trên thuyền, lênh đênh trên thuyền, đúng không? Đúng rồi. Nói chung là cũng rất là khó khăn. Người Chăm là tiếp người là họ thích làm chủ bản thân hơn là những khi mà làm công cho ai hết. Họ sẽ không làm công cho ai hết. Dù đi ba đánh bắt cá này kia, họ cũng tự đánh bắt luôn, tự sinh sống. Đúng rồi. Cây xăng cây xếp cũng ở trên này nhờ? Đúng rồi, cây này thì là cây dầu chứ không có xăng. Sẽ đổ cho mấy cái tàu ghe này kia, người ta sẽ, tại vì cái khu vực này là sẽ là lưu thông qua Campuchia luôn bằng cái đường thủy này luôn, nên là có nhiều tàu lớn rồi xà lan người ta chở đồ hàng hóa này kia. Ở đâu cũng có người khó khăn các bác ạ, nhưng mà thực sự là mỗi một cái kiểu khó khăn của họ khác nhau. Okay. Anh thấy là ở đây là sẽ có những cái trạm nè, trạm cảnh sát đường thủy thì họ đi vận chuyển qua thì họ sẽ ngừng lại để mà kiểm tra. Ở cái khu vực miền của An Giang, châu đốc của Phong Hỷ nào, nếu mà nói khu vực biên giới cũng là đúng, mà vì giáp với Campuchia. Đúng rồi, cái chỗ mà anh cùng đi với em đang sáng đó là bên đó là giáp ranh Campuchia luôn, nó chỉ cách nhau có một cái con kênh thôi là mình có thể là đi qua nước này. Phan cũng xem rất là nhiều những cái video của Song Hỷ, một người nói chung là đẹp toàn diện các bác ạ. Đẹp người đẹp lết, cũng ai cũng thế thôi, sinh sống đâu thì cũng mong muốn là mình có một chút gọi là tai tiếng, còn một chút gọi là có ích cho xã hội ấy, là mình mong muốn là giúp được cho những ai đấy, đúng không? Đây là những hộ dân đây ạ? Ui, đây có nhìn một chú. Đây là những hộ dân họ sinh sống trên này luôn, chứ không phải là có một cái nhà riêng nha anh. Họ sẽ sinh sống tại đây luôn, sống trên từ lớn tuổi, trẻ em cho tới những người trẻ tuổi. Và có khi họ sẽ không có, mấy đứa nhỏ sẽ không được đi học luôn á. Dân hả? Ở nhà mình là hai hộ ạ? Dạ. Chào cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi cô? 53 tuổi ạ? 53 tuổi. Thế cô sinh sống ở trên thuyền này được bao nhiêu năm rồi ạ? Trong đây hả? Vâng ạ. Mười mấy năm ạ? Là mấy cuộc sống năm của là mình cứ lênh đênh ở trên thuyền này. Không có nhà ở. Không có nhà ạ? Dạ. Cứ ở như này suốt. Dạ. Nhà cô có bao nhiêu người đây? Đây là 4 người, hai vợ chồng là 6. 6 người ạ? Vâng. Cô thế là cuộc sống của cô ấy thì cô có cảm thấy vất vả không? Đây là chồng của cô ạ? Dạ chồng. Vâng. Cháu với cả em mấy anh em đấy, cháu với cả chị Nga Sumo với cả có Song Hỷ với Lốc với cả Mon nữa. Dạ. Có ít gạo nhá. Vâng. Có hai hộ đúng không ạ? Cháu mở. Dạ. Đây. Cảm ơn nha. Cho cháu đi sang xem, cháu sang xem bên nhà cô một tí được không? Dạ. Xem cái sang đây được không ạ? Được. Dạ vâng ạ. Được, lên đi sao. Dạ vâng. Chào anh ạ. Anh là con trai của cô ạ? Dạ. Đây là cái này giống như cái bàn thờ ạ, phải không ạ? Cái thuyền đúng không ạ? Ghê nhỏ cháu nó chơi. Điện là dùng mình điện năng lượng bằng tấm pin này phải không ạ? Dạ dạ dạ. Đây. Bằng tấm pin năng lượng mặt trời là trời mình có nắng được, mình có đốt đèn. Có được xem tivi được không ạ? Không có xài tivi. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Bên này là thuyền của cô, còn bên này là thuyền của con à? Dạ. Dạ vâng. Cháu xem bên này chú. Dạ. Cháu chú ạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? À 60. 60 tuổi ạ?
Cái này là mình bắt được con ốc. Con ốc à? Là để ăn ăn tối ạ. Là chú công việc là bán kiểu là chài lưới xong là bắt cá xong là bán đúng không ạ? Dạ. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 60 ạ. Một ngày như này thì mình bắt cá thì được bao nhiêu tiền ạ? Một ngày như vậy nó trung bình thì 100 mấy 200 ngàn à, cá không có. Một trăm mấy 200 nghìn mà nuôi cả gia đình ạ? À, nuôi cả gia đình. Dạ. Là gia đình mình tất cả là có bao nhiêu ạ? Dạ, thấy là hai chiếc thuyền này là nó 6 người. 6 người. Cô à chú ơi, thế cháu kia là con dâu ạ? Không, con ruột, con ruột. Con ruột với là con trai kìa. Con trai cũng con ruột nữa. Chú có thể bảo các em đến đây cháu nói chuyện một tí không ạ? Nhờ để đây. Về anh nói chuyện một tí được không ạ? Mai mà cái nào. Mai ơi trời. Mà cái nào nó cái. Mai. Anh chào em. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em giao dịch anh một tí được không? 20 tuổi à? Có đi học nữa không? Có đi học chữ trăm á. Chữ trăm à? Thế không học tiếng Việt à? Chưa. Ờ. Học cái gì mình đâu, bên mình đâu nghèo khổ, có tiền đâu đi đâu, quê ăn mỗi ngày trăm mấy chục ngàn đi mừng ăn chài cá đây nè, không có. Dạ vâng ạ. Dạ. Thế nào cũng không. Mấy con này với nó gốc chữ hết trơn à. Dạ vâng ạ. Nhìn nhà cửa thế là tối cũng mọi người ngủ chung hết rồi. Vâng ạ, cháu thấy thương quá. Cháu ngoài giúp gạo ra cháu giúp cho mọi người ít tiền mua thịt nhá. Mọi người mai mua thịt nhá. Vâng, cháu giúp cho nhà cô 200 nghìn mua thịt này. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Bởi vì cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn khác nhá. Vâng, cháu chúc cô chú sức khỏe nhá. Vâng, chào các em nhá. Dạ. Cháu đi sang bên này đây. Ôi. Vâng, chào cô nhé. Vâng ạ. Yeah. Vâng ạ. Ở đây có một con mèo. Ở bên đây là con bên đây là con là có gì té không biết bơi té. Thật sự khỏi chạy vô trong đi. Cái bên cuối rồi chạy vô trong đi, uống chay nó khỏi chạy trong. Ôi đây con. Những cái hộ này mình đã gửi cho chưa xong gì? Mình đã gửi. Gửi hết rồi à? Lại không được. Chỗ này được chưa ạ? Nhà mình có chưa ạ? Dạ vâng ạ. Dạ. Ô đây. Con này là con gì đấy ạ? Con cò à? Dạ. Đây có mỗi một bè là một hộ gia đình các bác. Chào các chị nhá. Dạ. Thực sự các bác một việc như này ấy, mình cảm thấy rất là vui và ý nghĩa. Tuy tấm lòng mình ít các bác ạ, có một chút thôi nhưng mà mình chia sẻ được đến ông bà, những người có hoàn cảnh khó khăn đấy các bác. Chào cô nhá. Em xin cho bà già bao. Dạ vâng ạ, bà già. Bà già lớn tuổi rồi. Dạ vâng ạ. Xong Hỷ ơi, cho cô xin một bao nữa, cô bảo là có một bà cụ ở nhà. Có bà già mà nó không cho nó. Vâng ạ. Vâng. Dạ vâng, chúc mọi người sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Ở đây có một bạn Song Hỷ, bạn ấy dẫn đi ạ. Dạ vâng ạ. Ô bên này nữa này, mọi người bên này có hết chưa ạ? Đã chưa, mình chờ nói chuyện đi rồi mình mới cho. Rồi mình không cho. Mấy chị ơi, ồn ơi, đừng ồn quá đi, từ từ cho nói chuyện chút đi ơi. Mọi người thấy đi. Xong thì bên đây là ba thằng nè. Bên đây là ba hùng. Nhà mình có chưa? Chúc em nhá. Dạ. Bên đây là ba hộ luôn ạ. Đây ba hộ. Đây chị đằng sau ở một hộ, chị chuyển ra ngoài đi ạ. Rồi. Hai con cá con này quen. Nó chìm xuống nhá. Dạ. Mình chuyển sang đây cho mọi người đi. Quả cô có chưa ạ? Mấy ạ? Vâng ạ. Dạ. Dạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Dạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Đây ạ. Vâng. Rồi vâng ạ. Vâng mọi người nhá. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Đây ạ. Ông qua trong ba cái đứng không? Ở đây mình lấy bao thằng nào?
Mọi người ơi, bên này có chưa ạ? Chưa, ba thằng à, cho cái ông tay biến gửi cho thầy giùm. Dạ vâng ạ, bây giờ mình không, mình phải cho mọi người để mọi người giải tán. Mình phải cho mọi người đi để mọi người đi. Dạ. Bên đây cứ gửi cho em thằng Mai, gửi cho ông Lạc một thằng luôn. Rồi vâng, mình chào. Mình dạ vâng ạ, chào nhá. Vâng ạ, chào chị nhá. Vâng ạ. Chúc chị sức khỏe nhá. Bên mình có chưa? Đây nào. Chúc cháu. Đây. Đây nhá. Vâng ạ. Dạ. Rồi. Mọi người. Ui. Mọi người đến đây đi. Dạ. Đây, nhà em có mấy người? Mấy hộ? Nhà em mấy hộ đấy? Mấy? Hai à? Anh gửi nhá. Dạ không, phải nặng này. Dạ. Mấy hộ em? Cô nhà hai hộ à? Dạ nhầm. Coi hộ nữa à? Dạ. Quẻ em có chưa? Mấy hộ em? Nhà em? Cho ông thảo bà cũng không, mẹ nó nghe ta biết nhỏ trước rồi. Ta đây ạ. Với ai hai thằng không? Một thằng thôi. Một thằng thôi, nhà một hộ là một thằng. Một thằng là hai. Hai thôi đủ rồi. Đây. Rồi. Anh các bạn kia, bạn chưa được kìa, bán trèo ghế đâu, các bạn lại quay đầu đi kìa. Có rồi mà. À là anh em. Chào mọi người nhá. Chào các em nhá. Mọi người là tắm ở trên này luôn đúng không? Dạ, tắm các thứ là ở trên này hết luôn. Đúng rồi. Nhà của họ sẽ sống trên này luôn. Mà bây giờ đang kích cầu du lịch ở Châu Đốc là sẽ sơn những cái làng bè, nhà bè đó là theo một sắc bảy sắc cầu vồng. À, xanh đỏ tím vàng đúng không? Đúng rồi. Cô Xuyên ơi, cô đó có chưa? Cô Xuyên, cô đó có chưa? À đúng rồi. Ở trên này là các hộ mà quản lý. Hả? Họ sẽ sinh sống đây, ngủ nghỉ trên đó luôn. Nhiều khi vợ chồng không sao mà có nhiều thế hệ trên một cái ghe mà ba thế hệ, nãy là anh đã thấy đó, ba mẹ rồi con cái rồi cháu. Ở trên Hà Giang của Phe An tuy khó khăn nhưng mà đất thì rộng. Đấy, mọi người có thể ở là giải rác. Nhưng ở đây mọi người là chỉ không có đất để ở. Dạ. Đây là những cái nhà màu hồng. Dạ. Cái này là nhà bè nè. Nhà bè là ở trên là người ta sẽ, ở dưới là ta nuôi cá, ở trên là người ta sẽ xây thức ăn cho cá. Đó là mình sẽ thấy những cái nhà to như gì gọi là nhà bè. Cái mùi cá mà thức ăn mà cá mồi mà xây ra đó là cái mùi nó đặc trưng lắm. Bên này là nhà màu khác này, màu này. Đây là màu cam. Nhưng mà những hộ này thì có thể là có hoàn cảnh đỡ vất vả hơn chút đúng không? Thường đa số thì người ta ở phía ngoài này thì sẽ là nuôi cá thôi. Còn những hộ dân ở phía trong á, người ta mới khó khăn. Giống như những cái ngôi nhà nhỏ sập sệ như vậy đó, thì là những ngôi nhà đó là khó khăn hoàn toàn, người ta không có tiền để mà người ta sửa sang lại. Đây hầu như là có tất cả hộ dân là đánh bắt. Đúng rồi, cái nghề của bà con ở đây là sẽ bắt. Đây vừa các chú có chia sẻ là một ngày chỉ bán, bây giờ không còn cá nữa nên là mỗi ngày chỉ được hơn 100 thôi, mà 6 hộ và 6 khẩu trong một gia đình sinh sống hơn 100.000. Là 6 người trong một gia đình. Còn mấy cái này là dạng như người ta làm du lịch đó thì sẽ cho khách du lịch, khách Tây này kia người ta đến để mình trải nghiệm miền sông nước. Dạ. Sông Tiền với sông Hậu. Yeah. Nhánh cửa Mê Công, sông Mê Công. Nhánh con sông Mê Công. Thank you.
đây được rồi. Chú Diễn. Dạ không sao, không sao. Sinh năm 2000 à? Dạ. 2000 là năm nay là 23 tuổi đúng không? Em còn đi học hay đi làm gì không? À, thì em có mấy con rồi? Em lấy chồng năm bao tuổi? Em không nhớ nữa. Sao không nhớ nữa? Lúc mà lấy chồng trong 16 tuổi á. 16 tuổi à? Thế là cả gia đình mấy người, mọi người đây là đều sinh sống ở trên cái bè này hết. Có khó khăn gì không? Ba nhà con đột lỗ mẹ. Dạ. Nhưng mà cháu hỏi đây là mẹ à? Mẹ. Là gia đình hai vợ chồng. Hai hai. Không có đi làm gì được hết trơn. Dạ. Bị bệnh. Bị bệnh à? Chân tòa gì đó tòa. Dạ. Thế là bây giờ cái thuyền nhà cô, cái ghe nhà cô thì có mấy người sinh sống ạ? À? Có hai người, à, hai gia đình. Một gia đình, hai vợ chồng. Hai người. Thế có đi đánh bắt cá hay là làm gì để sinh sống không? Ở không. Ở không như thế thì lấy đâu ra tiền để sinh sống ạ? À? Có làm gì được đâu. Dạ. Con có làm ăn được thì mình đưa mẹ trong gì đó. Thế là cô có cô hay là bác cô sinh năm bao nhiêu ạ? Bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hôm nay là 63 rồi năm. 63 thì ít tuổi hơn mẹ cháu, mẹ cháu nhiều tuổi hơn một chút. Vâng ạ. Thế con thế nào bây giờ cũng không làm được gì như thế thì con nhà cô có mấy người con ạ? À, bà già đây. Đây ạ. Đây không ạ. À. Sao không con nữa dạ. Này. Dạ. Đây là 1 này 2 3 người con gái ạ. Thế là cô có 3 người con gái. Dạ. Đưa mày cọ đưa mày. Đó. Người các con của cô cũng là đều đặn. Cô là người chăm đúng không ạ? Chăm. Đây có một bà cụ này. Đây, mình đưa cho ông Phật luôn sao? Dạ vâng, đây ạ. Đợi em chút. Dạ, con chào bà. Hai bà hai cô Mai. Dạ. Hai phần. Dạ. Ở đây kia kia. Dạ vâng ạ. Thế là bà ở với ai ở bà? Một mình ạ. Con này con cháu. Bà đi làm rồi. Đi làm khác. Dạ. Nhà bác bà ở đâu bà? Bà cái hai bé kìa. Kia giống như một giờ bà này nè chú. Bà ở đâu ta coi ra vậy ta ở đây nè. Nằm mình là ở bà ở đâu? Ở cái này bà này ở bên nhân hội. Nhân hội ở xa bên trên Đông Phú. Dạ vâng ạ. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi bà? Tôi 87 rồi cậu. Bữa ăn hàng ngày của bà là có cái gì ăn rồi bà? Như xưa là những kia bông đinh canh cô lên cô cũng ăn khổ gì thôi chứ không có cái gì muốn ăn muốn không có cái gì sung sướng đâu cậu ơi, cũng ăn cực ăn khổ gì thôi chứ tuổi 87 tuổi năm nay rồi. Dạ.
Vâng, thế con không có nhiều tiền nhưng con cho bà một ít để mai bà mua gạo, mua thịt, có gạo rồi bà mua thịt bà ăn nhá. Đây con gửi bà. Dạ vâng. Vâng. Xin chào con, cái chú đi đâu nặng đưa tay khỏi làm ăn cho giàu có cho tôi cảm nhờ chú chứ. Dạ vâng ạ. Vâng, con chúc bà được nhiều sức khỏe nhá. Còn bà này thì ở mình có chồng. Không có chồng ạ. Có chồng là con trai thì làm ăn. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì con cho bà một chút. Cháu cũng không có nhiều tiền, nhà cháu ở trên một vùng miền núi nữa, cháu gửi nhá. Vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cũng hy vọng là mình có được nhiều tiền hơn ý để giúp được cho những người có. Trong này là hết rồi đẹp. Trong này là có là gia đình đây hay không? Dạ vâng ạ. Đây gia đình đây hay không? Là nhờ nhà anh đâu? Cái bè nhà anh đâu kìa? Bè em ở đây. À anh là sinh sống ở trên này luôn à? Anh sinh sống trên này luôn. Khổ anh đi chạy cá, đi làm, đi chạy cá. Nhưng mà anh là có mấy con rồi? Ba đứa ở trong này. Ba đứa con ạ? À? Dạ. Tất cả là mình ba con với cả anh với vợ anh là năm người. Thế là công việc hàng ngày của anh là làm gì? Em đi làm hồ. Đi làm hồ. Đi là à, phụ hồ đúng không? À, à. Phụ hồ. Dạ. Phụ hồ như này thì được bao nhiêu tiền một ngày? Có 200 ngàn. 200 ngàn. Ban đêm đi chạy cá nữa. Đi chạy cá. Chạy cá là chạy như nào? Văng chạy thả lưới. À, thả lưới. Ban đêm được khổ lắm anh ơi. Dạ. Làm sáng đêm. Nhưng cái này là mình làm để mình đi lại đúng không? Đi, mình đi lại. À, lên đất liền đấy ạ. Dạ vâng. Có mà nhưng lắm. Em cho anh. Anh mới đi làm hồ về à? Dạ. Chưa tắm rửa gì à? Dạ, mới đi về tối nhưng mà anh... Chưa tắm rửa gì ạ? À? Anh ơi, em ở trên miền núi Hà Giang. Dạ. Em cũng rất là thương yêu những người có hoàn cảnh khó khăn ấy. Thì em chẳng có gì có bao gạo nhé. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Của ít lòng nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe nhé. Dạ. À, bà cũng ở đây à? Dạ. Đây là thuyền của bà đây ạ? À? Dạ. Đây, con gửi gạo cho bà nhé. Đây, nhưng mà... À, chỉ có hai ông bà thì con cũng không có gì nhiều ấy. Con gửi ông bà một chút tiền nhá. Số tiền là cũng chẳng có nhiều ấy. Con gửi bà. Cảm ơn. Dạ, chúc bà thật nhiều sức khỏe nhá. Hy vọng là một bao gạo này thì bà ăn được bà nữa nhá. Của ít lòng nhiều. Con chào bà. Chúc bà sức khỏe. Đây là ông này ạ. Dạ. Vâng ạ. Mình cũng sốc. Mời tao. À, đây là vợ. Chị vợ. À, chị vợ à? Dạ. Không có được. Đấy, lên đi. Con con. Chị là có mấy người con ạ? À? Dạ, ba đứa. Ba người con ạ? À? Dạ, ừ. Ông ba con ạ. Rồi, có ba đứa nhiều nghe. À, đây là vợ anh đây à? Vợ em anh sao? À. Thế còn chị đây là cũng... Chị là vợ bên này. Ít, nhu cầu mái. Vợ của anh đây à? Vâng. À, anh đấy rồi đúng không? Dạ. Em chào các chị nhé. Bởi vì cũng... Mơ cả. Đây từ từ đã chị ơi. Đây còn trẻ con ấy, em cho một ít tiền để mọi người mua kẹo cho trẻ con nhé. 300.000 chị giúp em mua kẹo cho trẻ con nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Dạ vâng ạ. Chúc mọi người sức khỏe nhá. Mình ra luôn ha. Dạ vâng ạ. Bây giờ cho em đi ra ạ. Cho bà mẹ con nhất. Hả? Ba mẹ con có chưa? Chưa. Má. Có rồi mà, không? Chưa ăn cái này hỏi thầy riêng. Ơ thế à? Đây. Ồ. Thế sao chị đi xuống mà chị không bảo em à? Dạ. Để chúc chị sức khỏe nhá. Vâng, em chào chị ạ. Dạ. Nam à. Nam à, làm ăn. Là một gái, là cùng ngọt. Chào mọi người nhá. Dạ, con chào bà nhá. Dạ. Rồi, qua thỏa tấu cái gì nè. Mà là có gì mọi người đến Hà Giang nhá. Không có tiền đây đâu anh. Ở ghe chạy ghe đi tới Hà Giang chết luôn. Nó có sẵn nhiều lắm á, đi Hà Giang á. Thế là nhà anh có xe máy không? Không, không có xe máy. Cái gì anh làm hộ của anh? Các con vậy là được đi học. Có. Đây là con học con đây à? Dạ, đưa bà đi ra. Ờ. Ban ngày đi làm hồ, ban đêm chỉ đi chạy cá nữa. Dạ. Không phải không tiện cho con đi học.
mình mà chạy cá như thế thì là sẽ là đi từ mấy giờ đến mấy giờ? Ở đó đây em nhầm hồ xong là em ra liền nhá. Dạ. Là anh vừa ra là em ra đấy. Dạ vâng. Đó chạy đó. Anh là sinh năm bao nhiêu anh? 95. 95 à? Vâng. Nhưng mà rắn giỏi là do cuộc sống khó khăn lắm mà. Làm ngày làm đêm nữa. Tại vì không cài rồi. Con đó. Dạ. Thế là bữa cơm hàng ngày của mọi người trên này thì ăn cá đúng không? Cá, bò, khi người ta cho lấy ăn. Người ta cho à? Cho Tết đó người ta cho nhiều lắm bò. À, là những người dân ở đây họ cho à? Dạ. Tết thì người dân ta cho nhiều. Đây là lần đầu tiên em đến với cả khu vực đây đấy ạ. À. Em ở trên miền có xài Zalo em có lấy xuân Zalo em vâng ạ. Em thì chắc là không dám hứa trước vì không biết là có dịp được xuống không ạ. Vâng, thế tí thì em ấy nhá, anh có Zalo không anh? Có xin hỏi 0785. Em tí em lấy anh đọc cho em nhớ ạ. 0785 rồi ạ. 0785 1868 1868 20. Dạ được rồi, em nhớ rồi. Thế thì anh em chắc là... Dạ vâng ạ. Lúc về thì em sẽ nhắn ạ. Đó là số điện thoại em xài. À vâng vâng. Em gửi anh một chút tiền nhé. Để anh mua gạo mua mì nhé. Vâng, chúc anh thật nhiều sức khỏe nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, chào anh nhé. Dạ. Sao gặp nhá. Sao nhậu á. Em nhậu lắm. Chắc em nhậu. Sao vậy? Chẳng chẳng. À, người Chăm mà không được nhậu rồi á? Không. Hay nhờ. Chào anh nhá, cảm ơn. Ồ. Chăm rồi. Đúng rồi. Người Chăm mà không được nhậu luôn. Tận đây nhờ. Những hộp bên này đã ai chưa? Không. Cho hết rồi, cho. Đờ, đờ. Ý kiến ra chưa? Hai, cái này hai phần thôi. Hai phần. Vâng ạ. Mất. Không hợp lý á, về đấy. Ôi, chị ơi, như vậy là được rồi, mọi người chia nhau đi. Là sao em còn qua nó chứ, như vậy thì là sao em còn làm qua nó thật đấy. Có gì đâu, chị hỏi. Hả? Cũng lâu lâu rồi, không có bán nữa. Dân bầy nữa. Lấy ra không ngờ, mai nè. Dân bầy nữa. Bé nó xong nó sẽ nó xong. Bên này. Em ơi, chị Nga, em đang chết là chị Nga đây. Ở nhà giàu dữ. Giờ mọi người à, mọi người đi về đi. Mọi người đó. Cảm ơn nhiều chị. Này đến đứa con, ba đứa em chào chị nhá. Nhà dạ chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 38 tuổi. Chị có mấy người con ạ? Hai người con ạ. Dạ. Chồng đấy, cả là mình sinh sống ở trên cái bé này ạ? Dạ. Hay là còn cái nào khác không ạ? Không hết rồi. Nhưng mà nhưng mà những cái này mà này em mới về. À. Đi làm mới về. Là còn một cái khác nữa đúng không ạ? À, vâng ạ. Đi bạn mới về. Dạ vâng. Hôm nay em với ở kênh của chị Nga Sumo với cả bé Mon Vlog với cả Song Hỷ nữa chẳng có gì. Có bao gạo. Dạ vâng. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe nhá. Đây xem nào, phen xem có ít tiền lẻ để cho trẻ bé, trẻ con mua kẹo nhá. Đúng rồi, cô Nga Sumo. Đây, chú không còn nhiều ấy, chú chỉ còn ít tiền lẻ cho con mua kẹo nhá. Đây con. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nhá. Dạ. Vâng ạ. Chào cô nhá. Cô là cũng nhà một chỗ khác. À ở trên kia ạ. Dạ vâng. Chúc cô nhiều sức khỏe nhá. Dạ vâng ạ. Dạ. Vâng ạ. Thế là cho nó cho cái là chị thằng con cái cho ai? Dạ vâng ạ.
Dạ vâng ạ. Còn ai? Trong kia anh là chồng mất chồng mắt gửi qua đây. Dạ. Bên bên đấy ạ. Đây là nhà trên đấy ạ. Đây ạ. Là chồng làm sao bị mất ạ? Đau, ung thư gan. Bây giờ là còn một mình với à? Một mình là hai đứa con với hai đứa cháu ngoại. Dạ vâng ạ. Là bây giờ gạo của chị đấy em gửi cho ai ạ? À? Cháu gửi cho ai ạ? À? Dạ đó luôn hả? Đây 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 hai phần rồi đúng không? À, gửi gửi cho nhà bên đấy chưa ạ? Là bên đó hả? Vâng ạ. À. Ai lấy cho chưa? Cháu gửi cho hai phần. Dạ vâng. Ra lấy luôn đó. Là họ ra lấy hay là mình mang vào hộ ạ? À? Dạ đó luôn phải không? Dạ vâng ạ. À. Vâng cô hộ nhá. Dạ. Nhìn mà chị rất là buồn. Em chào chị nhá. Dạ. Mới mất mấy ngày. Em gửi đây hai phần nhá. Có cách nào chị sang đây với em được không ạ? À? Con mấy con đưa con đi, trong ra được đâu, sang ai trông? Anh ngồi xuống đây, anh ngồi xuống dạ, đây. Dạ vâng ạ. Ngồi xuống ghế đi. Rồi ngồi xuống ghế đó đi. Dạ vâng ạ. Mỗi một cái thuyền này là một nhà dạ. Cái thuyền của nhà đó ra. Ờ dạ vâng ạ. Dạ. Mọi nghe tin mọi người nói là bên này do anh chồng anh ấy bị bệnh các bác ạ, là bị mất. Bây giờ còn một mình vợ với cả mấy con nhỏ. Dạ vâng ạ. Thuyền này đi hơi khó. Thuyền này mắc lục bình rồi. Có được không ạ? Dạ. Chị cứ đứng đấy dạ. Em chào chị nhá. Chị ơi, thế là nhà mình đây à? Em nghe tin là chồng mình là một tuần à? Thế là bây giờ có mình là có hai người con nhỏ nữa ạ. Là anh bị làm sao mà mất ạ? Bị sơ gan cổ trướng. Dạ, thế bây giờ con là có mấy, hai con là mấy tuổi ạ? À, đứa có 2 tuổi chứ đứa kia có gần 3 tuổi. Chị thì đi làm gì để có tiền không ạ? Có làm gì đâu, chồng mất rồi đâu có đi làm gì đâu. Thế là lúc mà chồng không mất thì một mình là chồng là lao động chính ạ? À? Dạ. Vâng, thì là có một bao gạo đây này. Dạ, mà em chẳng biết có gì, gửi chị một bao gạo cho dạ, chị và trẻ con nhé. Với cả em thấy hoàn cảnh khó khăn ấy, em giúp cho chị một chút nữa. Em chẳng có nhiều ấy, của ít lòng nhiều. Em gửi cho chị một tờ nhé. Dạ, chúc chị thật nhiều sức khỏe nhé. Gặp nhiều may mắn nhé. Đây là hai con nhỏ đấy à? Dạ. Vâng, em chào chị nhé. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng ạ. Dạ. Chào chị nhé. Mình mất đó thì mình chôn sao chị? Đúng đi rồi. Đi chôn đất nha, của người ta cho đó. Ồ, xin hả chị? Là phải... Dạ. Đúng là một... Mình nói với bè đâu có đất gì đâu. Là đều phải đi xin họ. Dạ. Mà sao mình không lên bờ mình nữa? Mình đâu có tiền đâu lên bờ mua đất, mua gì ở. Thế là mất là đều phải đi xin ạ? Dạ. Hòm gương này cái nọ người ta cũng cho. Dạ. Dạ. Thôi chị cố gắng xong là bây giờ cũng chẳng biết khuyên kiểu gì, cũng chẳng biết đi làm kiểu gì để sinh sống nhỉ? Dạ, chưa biết đi làm gì, đã có không đất. Dạ vâng. Trẻ con có được đi học không ạ? Dạ không. Không đi học ạ? Dạ. Vâng, em chào chị nhé, bởi vì hành trình của em còn khá là xa. Hy vọng là gặp lại chị sau nhé. Chị sức khỏe nhé, được sau đó rồi có gì tụi em lại về nhé. Nhưng mà cái gì buồn thì cũng cố gắng qua để mình chăm sóc hai cháu chị nhé. Chị tên gì? Em tên Phan Thị Đẹp. Phan thì đẹp rồi, đẹp té cười đó nè. Dạ. Yêu, bye bye nha, bye bye tụi con. Nhưng mà chị Nga lúc đến đây thì Phan thấy là chỉ nhớ đến là biết là cái việc là không có đất để canh tác thôi. Nhưng mà cái đến mà cái cuối cùng của cái nỗi đau, cái sự mất mát thì người ta cũng không có chỗ chôn nữa. Thực sự là rất là khó khăn. Nãy giờ chị lăn tăn nhưng mà chị muốn hỏi là khi mà nó không có đất thì người thân mất thì phải như thế nào? Thế cho nên mình mới mạnh miệng mình hỏi thật để mình biết được cái nỗi lòng của họ chúng. Và đặc biệt là cái trẻ con ấy không được đi học. Dạ. Thuyền bị chảy nước rồi
đấy chị lấy cái gáo múc nước ra. Nhưng mà mọi người tắm rửa ở đây nhờ chị nhờ, thì cái nước này chắc là người ta cũng quen rồi chứ không nếu mà sợ là bị ngứa đúng không? Bởi vì tàu thuyền xăng dầu đi lại ấy. Cái này khó phanh nhỉ. Ok. Dạ. Chị Nga luôn à? Dạ. Luôn. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Mọi người ở đây đã có chưa ạ? Có hết rồi đúng không ạ? À dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, em gửi chị nhá. Chúc chị nhiều sức khỏe nhá. Mấy phần ở chỗ này đây? Dạ vâng ạ. Dạ đây ạ. À. Đây. Vâng. Còn ai nữa không ạ? Bánh người ta còn 2 phần nữa đó. À vâng ạ. Dạ vâng. Vâng. Chào mọi người nhá. Dạ đây ạ. Em dạ. Dạ. Rồi, đi từ từ nha. Vâng. Chào chị nhá. Tóc dài đẹp chưa? Chồng ơi, căn kia mình ở đây là người Việt. Mình dài tóc đẹp đó. Chào mình của mẹ. Cảm ơn chưa? Chào xin chào mọi người nào. Dạ. Sao rồi đi sao rồi đi Thiên Thái rồi. Ờ đấy Thiên Thái rồi. À được ai mà kêu em là gì à? Gì à? Salamonte, anh có em không? Chào ạ. Trời ơi mình tưởng là xin chào người. Lại là tiếp tục. Dù mệt nhưng mà chị em mình vẫn luôn nở cái nụ cười trên môi. Bởi vì làm được việc ý nghĩa chính xác. Anh hai mà năm hiếu cho em xin một phần cái bánh nhỏ. Ồ, đây có. À, bây giờ đợi mọi người ra đúng không? Úc Mỹ hả? Gửi vô luôn đi. Ê, cho gửi vô 2 phần giùm coi. Cô đã ra hả? Cô bị mù hết mắt. À, Úc Mỹ. Một mắt. Thế là nhìn đến một bên rồi à? Nhưng cô ở với ai không? Cô ở với chồng cô, mà chồng cô cũng bị tai biến đi, yếu lắm. Thế là có hai vợ chồng rồi. Thấy cô đây đang ra nè. Đấy, cô lớn lớn tuổi đấy, cô đang chờ. Không, đi Mỹ. Ông không có tên nữa kìa. Để trước đây đi ạ. Dạ vâng, thế cô giúp nhá, vâng ạ. Vâng, dạ vâng ạ. Hai phần ạ. Hai phần. Ờ, cho chỉ ra con. Dạ vâng ạ. Chị cô nhé, cô nhé. Không giùm. Ai gửi cho ông màu bạc có mơ, thằng giùm chị. Dạ vâng. Cô cá đó. Dạ. Ham mà nhiều không có cho. Không có cho. Dạ vâng. Vâng. Dạ vâng ạ. Rồi cái nào người nào có cơ khổ rồi thôi chứ không có cho. Dạ. Để cho mai đi xét con rồi. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình lại ngồi ở đây đợi mọi người ra hay là đi tiếp ạ? Đi tiếp. Dạ vâng. Dạ. Đi xe lặn ra luôn đi. Lặn ngủ còn ai nữa mình tranh thủ đem nấu mì rồi tối hồn nha. Nấu mì đi. Con Linh nó ra lấy một gạo nữa. Thôi, anh tắt máy đi. Cho cô đó đi ra đi, dây nhỡ quá thì mình mất công để phóng xuống nữa. Cô xin là kèo xù, kèo xù nước tích qua sông. Hoặc là đi chợ giùm. Em cũng, hầu như là đang ngồi ăn uống thì gặp cô này. Cô này em cũng nhờ đi vòng vòng. Ở đây thì thấy cô cũng ở nhà trên. Ba cô là một người đánh đèn. Đơn ca tài tử đấy. Đúng rồi, đàn ca tài tử mà chú hát rất là hay. Mà lại thêm tính đàn mà không cần đi học bao nhiêu lớp. Chú mày mò nè. Giờ 78 tuổi rồi. Chú giờ chú lớn tuổi. Để rồi con chỉ cố gắng với phần chị. Dạ vâng. Để 3 giờ 3 giờ xin mấy điểm dạo dạo nè. Alo. Đây là một người đúng không? Nghe nè. Mấy giờ cò cưng ra đi rồi chị vừa cho mà cưng bao nhiêu phần. Cho mấy bà già tao biến. Mấy nhiêu phần em? Chào em nhá. Đâu mà còn nhỏ mà. Anh chào em nhá. Chào là cưng đón bao nhiêu tuổi? 30 tuổi đó. 30 tuổi á? Dạ 30. Nhìn ra sai em tưởng là bao nhiêu tầm khoảng mấy tuổi? 11 tuổi. Em còn đi học không? Rồi. Đó thì hết rồi. 30 tuổi rồi. À ừ nhờ. Dạ. Dạ. Đưa đồ qua lại luôn nội nó đó. Dạ. Dạ nghe nè chú. 3 đứa con rồi. Nhìn có phía chị nhìn như học chị sinh quay đây nè coi chị. Ủa thế là đây là còn bao nhiêu hộ nữa ạ? Ở đây là gồm 4 hộ nè, ở đây 3 hộ nè, để có gia chuồng ra.
là đây có 3 dạ vâng, chị Nga giúp cho em với 3 4 phần. Em Hoàn. Xong nghỉ không? Cảm ơn các cô nhá. Dạ. Dạ. Bán vé số ạ? Dạ. Bán số không thiết mà. Dạ. Cô quay cái thuyền này bằng như kiểu bằng nhựa nhỉ? Vâng, vâng. Chào chào cô nhá. Dạ. Dạ. Còn còn ai chưa có không ạ? Ốp con này sao mấy hai mấy con ốp kèn là thằng giỡn quay nó tới con này đang quay. Có chưa? Mấy em thằng nữa. Con này nè. Con ốp đâu? Con ốp chung lấy. Đây. Cậu cậu luôn rồi mấy đứa này cũng tới rồi giờ không cho mấy đứa này. Nhà con, thế là con ra lấy cho mọi người à? Dạ. Con bao nhiêu tuổi rồi, con được đi học không? Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ lớp 7 rồi. Lớp 7 rồi à? Chúc con học giỏi nhá. Dạ. Dạ vâng ạ. Cô ấy thế là còn mọi người ra lấy ạ? Bây giờ mình còn đi đâu ạ? Còn đi làm gì đâu, làm đâu. Đợi mọi người kêu ra. À bây giờ đợi mọi người ra. À cô bảo, cô thông báo cho mọi người chưa ạ? Gửi cho nó hoàn vô cho con. Vâng ạ. Đây. Đây. Đây ạ. Đâu ạ? Ở bên đây đem con cho dùng nghe biết. Phần nữa hả em? Dạ vâng ạ. Đây ạ. Gửi cho mẹ phần. Vâng ạ. Cho ba gửi cho phần. Vâng. Cũng khá là nguy hiểm bập bênh nhờ. Thôi bây giờ để bây giờ mình lại chờ mọi người đang ra hả cô? Rồi bây giờ ở đây là mình hết rồi, bây giờ còn xuống xuống có gì nắng không? Gì nắng lại? Hồi nắng mà cục giò á. Giờ này mình đi xuống đó hả? Giờ đó chạy lên. Bây giờ còn cái chỗ 10 cái phần này là để cho những người tai biến ạ. Lúc đấy tí nữa là cô với cả cô là hai người là phụ trách là giúp cháu lấy cái này về để phát cho phát cho 10 hộ là bị tai biến ở trên bờ đúng không ạ? Vâng. Người già không đi được. À người già không đi được. Còn 10 phần này là bây giờ mình đến điểm cuối cùng nha. Dạ mình đi vô cho được cái này là cho là xong. Vâng. Là về đúng không ạ? Là sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ các bác ạ, bây giờ là đang là 6:30 rồi các bác. Đây, đoàn của mọi người cũng khá là đói rồi. Đây. Nhưng mà hôm nay là được xong nghỉ là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho mọi người. Đấy, đây là mì tôm. Tí cháu mời các cô ăn mì tôm nhá. Đây. Hoàn ơi. Với cả Hoàn nhá, giúp anh mì tôm nhá. Hôm nay mình ăn mì tôm pha ở trên này. Xong thì giúp mua mì tôm này có nước này. Đây mì tôm này rồi. Mì tôm xong đây rau à, xong thì. Đó. Đun nước sôi là mình cho vào mình ăn đúng không? Cái này là quả xong hỉ à? À. Đây cả đũa cả. Ngon lắm. Đây. Đây xong hỉ. Đưa đây chị nghe nóng cái tên là tiêu. Mùi tiêu à? Cây trăm năm. Cây trăm năm. Đây là rau thơm này. Đây. À, nước mắm quả xong thì hay các bác nhá, mà nhìn nó phải có đúng cái hình cô gái mà đội lót này, mặc áo tím tím này là phải xinh xinh nữa mới là xong thì các bác. Đây. Là cá là cá linh non à. Nhưng mà một chai này bao nhiêu tiền? 150.000 à? 150.000, hai chai là 280.000. 280.000. Các bác. Chai này được mọi người nói chung là gia công cũng khá là dày bằng cái thủy tinh. Nói chung là nó cũng rất là đẹp chắc chắn các bác. Các bác nào mà thích kiểu bóc siêu ấy, đấy, thích kiểu mở lắp thì những cái lọ này bây giờ dùng xong cái này thì vẫn có thể là sử dụng cái lọ này để đựng một số cái vật dụng khác đúng không? Cái này đường tốt nhất của xong hỉ đúng không? Cũng nguyên chất 100%. Đi tìm nào. Đấy các bác, bởi vì trên kênh của Phan toàn là những người già, người lớn tuổi.
nó khác gần mật một chút các bác. Đường này là nó cũng ngọt nhưng mà nó ngọt tanh tanh hơn, kiểu tanh tanh nhẹ nhẹ em, nó không ngọt sắc, nó không sắc như đường mật. Cái này là đường hữu cơ. Đường hữu cơ à? Đây số điện thoại của Song Hỷ là Facebook của Song Hỷ đấy các bác nhé. Báo kết bạn Song Hỷ đây. Rồi, tí bóc cái đứa của Song Hỷ. Cái này là tí bóc được không? Đổi vị trí các bác. Ở trong kia nó hơi chật. Nóng ấy. Nóng đấy. Đấy đúng. Bóc bếp rồi. Ăn ở trên bờ rồi, bây giờ ăn ở dưới sông các bác. Phèn phèn một hộp. Ok, tặng cho anh là đủ cơm. Mang về làm. Đây ạ. À. Dạ vâng ạ.
mọi người hỗ trợ ánh sáng và nấu ăn bên này nhá. Phèng sang lốt hỗn phần gạo này. Vâng. Dạ vâng, các cô hộ con một khóa rồi. Em lên hơn hộ anh một chút này. Bê gạo. Chú ơi, chú giúp cháu mang đến cho những người tai biến ạ. Dạ vâng. Những người bị tai biến, người ta không đi được các bác ạ. Dạ. Nhờ các bác. Dạ vâng ạ. Xin nó cho bảo bịch đi ha. Đi vô bển 2 tối rồi. Là bao nhiêu phần đấy ạ? Cái đó 10 phần cho ông cho bảo phần ở đây rồi mình đi. Đủ rồi chỗ, khỏi không? Đủ rồi, đủ rồi chị. Rồi con không này cho ông bảo. Rồi bảo hả? Đây nè, thằng này nè. Đây nè, để đây chỗ bơ đưa cho mẹ. Không không, cái đó thằng nó riêng. Thằng riêng, con riêng. Dạ. Cái chuyện thằng nữa cho ông bảo. Khóa ơi, em lấy một phần nữa. Cho ai đấy ạ? Nè mày đưa giùm cho ông Bảo. Một thằng một rồi. Rồi mình đi anh đây. Là xong chưa ạ? Về rồi còn... không rồi, mình đi qua đây nữa rồi mình về. Dạ vâng ạ. Rồi. Còn còn cái chỗ này là còn bao nhiêu phần đấy ạ? Chỗ này chắc phải tầm 20 phần nữa đó. Ừ. À Hòa đến xem nào. Gọi đi anh Quý ơi. Đếp hai hai. Dạ. Đi chỗ ghe gì văn á? Đến 20 phần nữa đi đâu? Chỗ ghe văn á? Còn coi bây giờ có bao nhiêu. Chỗ ghe mà văn hả? Ờ rồi. Chào nhá. Dạ. Chào em. Đó giờ này em chạy đi khác luôn ra luôn. Mày có nước. Dạ vâng. Chứ nào chị cũng cho đúng em cho anh ăn để coi chụp rồi chị giải cho ta ăn hơn ta già cái đi cái luôn. Dạ vâng ạ. Em đầu cái cho nó đi giùm. Dạ. Chị mấy chị lắm á, không sợ mấy có gì có được cướp á. Cái căn số được cái chị đó. Còn bao nhiêu phần ạ? 35 phần ạ? 25 phần. 25 phần. Đó đó là sáu mươi mấy hộ á. Dạ vâng. Mấy hộ rồi? 8 hộ. Và bây giờ mình đi sang bên kia để dạ 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 vâng. Đi vào anh Quý. Vâng. Ô, đấy là chỗ đấy là em ấy tự ngủ ở đấy luôn ạ? Dạ. Ôi kiệt tác. Vâng. Mì tôm này chắc là em sẽ nhớ hết cuộc đời này của em. À. Một là từ idol Nga Sumo, người đẹp song hỷ. Mẹ Mon Cute, Hòa Công Công. Và em Hoàn nữa. Kiểu ăn được. Đầu tiên ăn mì tôm kiểu sóng giật dình, kiểu cái kiểu gọi là gì thế này? Gọi là gì đó không có ăn cái nhấp nhô à? Ờ. Đây, ôi. Ai chưa nói chưa? Xong mấy cái này đó. Rồi kia ăn mì trên sóng vỡ và thuyền như vậy. Mình ăn xong bữa này mình sẽ cảm nhận được cuộc sống của những người ở đây như nào. Sẽ biết được người ta ngày nào cũng sống như thế này. Còn có ghe của mình bây giờ tối là không có đèn nữa.
Ờ. Từ đó tới về làm sao mà thấy đường này? Không, ý là thuyền của họ ấy, tối là không có đèn. Quá hai người giữ đi không là bập bành là đổ ấy. Em ăn kiểu gì cũng được ạ. Trên bản đi về 8-9 giờ tối đi về là chuyện bình thường. Đấy, nhưng mà ở trên thuyền thì là khác các bác ạ, bởi vì nếu không có đèn ấy thì là các thuyền khác họ đi họ sợ va vào. Xuống ăn mì cô ơi. Các cô xuống đi. Dạ. Các cô xuống đi ạ. Dạ vâng. Cô xuống đi với cháu một tí. Xuống đây ăn với cháu một tí. Hai cô ơi. Xuống đây ăn mì với cháu một tí ạ. Mì tôm là trước khi đi là xong nghỉ đã chuẩn bị đầy đủ, là có các cô này, có hai cô này, có chú lái thuyền này và tất cả mọi người trong đoàn. Vừa đủ luôn chứ hả? Căn bản là kinh nghiệm của xong nghỉ là đi trên cái khu vực này cũng biết là xác định là thời gian nó sẽ đây, khá là muộn đấy. Đây đây là này là mở cái nhà nha. Nào cả nhà mình ơi. Nào cô. Mời mọi người nha. 1, 2, 3, vô. Mời mọi người nha. Mời cái nhà mì tôm nha. Mời cái nhà. Mời Phan Phan mời xong hả? Mời chị ạ. Nhà không? Wow. Đôi khi mình chia sẻ những cái cảnh như thế này cho bà cô chú nghe làm được, mấy anh em mình cũng đi nhiều khi cũng tối vậy đó. Kiểu cái ghê vậy chị ạ. Wow. Mình là chỉ có ăn một bữa hoặc là hai bữa như này thôi, nhưng mà bà con mọi người đây sinh sống trên tàu trên bè ngày nào cũng ăn như này, nhưng có mình hai gói là phải sao á, nhưng mà đói ăn ngon nhỉ. Đúng không, nước cứ chan vô là nó lại hết là sao ta, ngon chan nước chứ mình nói ăn nhiều mì tôm nên dạ vâng đây em ăn nè, chia sẻ với nhau tình cảm em xin chị ăn nhiều lên để mà còn một ít gạo phát cho bà con. Ăn đi mình còn để sức mình còn đi phát nữa. Ừ. Bây giờ vẫn còn hơn 2 năm phần các bác. Đấy, bây giờ là đang chờ mọi người ăn cơm. Giờ này mọi người đang ăn cơm. Đấy, ăn xong thì mọi người lại ra nhận tiếp. Có ai ăn nước mắm không nha? À, cho Phen xin đi. Từ ngày xuống đây cho anh ít nữa đi. Từ ngày xuống đây biết là xong thì bán nước mắm nhưng mà chưa được thử. Mọi người bên kia có ai ăn thì múc nha, đấy nha. Này mình ăn dân giả một bữa cả nhà ơi. Ngon quá. Nước mắm cái Linh non. Cá linh non, cái loại cá bé tí đúng không? Đúng rồi, đặc sản của em, nếu mà ăn một tháng nữa không quay trở lại là em sẽ mời anh ăn cá linh. Nhưng mà đũa của Song Hỷ này nếu mà ví dụ như rửa mà bị có ai mà rửa bẩn bẩn, có dầu mỡ thì nó cũng không bị trơn. Nó hơi bị sáp sáp đúng không? Mọi người dạ, cầm đúng rồi. Nó hơi nhám nhám. Đặc biệt là như thế nào trong nên nó cũng sẽ bao giờ nó bị mốc. Tại vì nếu mà người ta sơn á thì người ta tắm nó bị giò. Nó bị giò rồi Hoàng ơi. Ảnh hưởng sức khỏe của mình về sau á. Anh vô đũa có không kỹ không? Dạ. Ừ, đúng rồi, của Song Mỹ quá. 120 ngàn. Ừ, ngon quá. Bà Dương Lan bắt người thì ngon thật đấy. Nghe phán. Ở đây còn có tiêu nữa nè. Có ớt hả? Tiêu ớt rồi.
đầy đủ luôn á. Tiêu không em Phan? Khúc quả không hiểu luôn à? Sao Mỹ làm á, nó xây xong rồi. Hình như em xây á. Chị biết tiêu này ở đâu không? Ở đâu? Đập bỡ bát vừa tặng à, à, má chị nha. Nhà chị nghe trồng tiêu. Trời ơi. Thấy không? Em thấy hết nồi mì luôn. Hết nồi mì luôn. Nói chung là lúc đói ăn cái gì ngon nè. Ừ, chăm thêm nước đi. Để mình nấu mình ăn. Ba thêm nước, em muốn ăn nước em. Xong hỉ vlog. Mãi đỉnh. Mắm cá nhỉ. Nước mắm cá lần ăn. Ừ. Thêm cá lần nhỉ. Nè. Bỏ hành vô. Đặt thêm mì tôm vô nữa là nhức nắp liền. Thêm một gáo nữa xong rồi ăn. Tiểu nhỉ. Nhưng mà về khu vực miền Tây này mọi người ăn cái gì cũng phải dùng đến nước mắm nhỉ. Đúng rồi, nước mắm với đường. Chấm cá. Ừ, cái gì cũng có phải nước mắm. Cái hồi đó thì nó đặc trưng lắm, tại vì nước mắm vậy mà nước mắm sống mà. Nếu mà mình nấu ra thì sẽ mất cái hương vị của tự nhiên. Đây, nó cá. Nếu mà không phải vội về thì em sẽ xuống ngay khu vực mà xong thì làm nước mắm. Anh ơi, phải đợi khoảng 1-2 tháng nữa. Tại vì nếu mà 1 năm có 1 mùa thì em mới mua được cá. 1 năm em chỉ bán được khoảng 1.000 chai thôi. Hiện tại bán hết 500 chai rồi. Có nghĩa là số lượng giới hạn limited. Nhưng mà các bác mà bây giờ mà ví dụ, nhưng mà từ giờ đến Tết nào còn không? Còn cho từ đây tới Tết là 500 chai rồi. Nếu mà hết sớm thì có thể là qua năm sau mới ăn được nữa. Đấy, các bác mà ví dụ mà mai muốn mà sắm cái này để mà ăn Tết thì phải sắm trước, không từ giờ đến Tết là liệu là không còn. Cái này đơn giản thôi, sắc ức cháo vô chấm thịt luộc. Trời ơi, ngon lắm. Ngon. Chấm rau cũng được. Đúng rồi. Bắt thì chanh nhưng mà cái mùi nó là do là cái mùi cá đặc trưng của nấm nhĩ thì nó như vậy thôi. Còn nếu mà anh pha quá chắc hoặc là pha muối hoặc là pha nước vô thì nó sẽ khác nữa. Đúng rồi. Ngon quá. Mua hàng biết xuất xứ nguồn gốc, biết con người ấy, thì nó sẽ uy tín hơn. Nhưng xong hỉ bây giờ mà mọi người cũng là một trong những người đã xuất hiện trên nền tảng, các nền tảng Facebook, TikTok, YouTube, chẳng ai dạy gì bán chai nước mắm để bán đi danh dự cả. Là phải đến cả bản thân phải thế bán đồ không vì 100-200 nghìn mình bán đi một chai mật ong, một lít mật ong mà mình bán đi danh dự của mình. Thế nhưng mà thật sự các bác mà kiếm được ví dụ một chai nước mắm 120 nghìn bán được lãi được 20-30 nghìn mà bị mọi người gọi điện nói một câu xúc phạm ấy các bác, tự trọng, tự ái. Có một câu em buồn hôm bữa là anh thấy là cái nước mắm của em là nó có hơi cái mùi đặc trưng đúng không? Chính xác. Tại vì nước mắm nghĩ là nó như vậy. Có một chú, có một anh dùng không quen, thì anh nói là đem đi dục rồi. Nhưng mà thật sự là món này là sản phẩm đặc trưng của quê em nó như vậy. Nhưng mà tự ái, nếu mà bác không dùng thì bác có thể gửi lại cho con hỉ. Rất là happy nhận lại đúng không? Ai không thích thì mình nhận lại đúng không? Đúng rồi, đúng gì đâu. Bởi vì một lít nước mắm hoặc là một chai nước mắm người ta mất bao nhiêu công sức của bao nhiêu bà con những bắt được những con cá ở dưới sông dưới suối này. Với lại mình đó, mình cũng muốn là góp phần đẩy cái thương hiệu của quê hương của mình nhiều hơn cho mọi người đều biết. Cảm ơn mà làm cho mọi người. Mà nói đi nói lại nãy giờ chị em ăn mì tôm là thấy ngon rồi đó. Thấy mình thấy vui không? Ừ. Chị vừa cắn thôi chút xíu. Ngồi lên xong một chút quá rồi. Mình vui. Tại tối không có đèn nè. Thế là chị mặc không đen nữa. Đúng rồi á, tối mình mặc màu đen là mùi nó thu mình luôn, nãy giờ người à, nha, quá chị chích luôn. Màu trắng thì nó không hôn. Em cài nó chích thiệt ạ. Em mặc đồ đó ok rồi. Em lo em ăn không rồi, em không có để ý mũi như cái chị chích. Mà nó chích vô là bằng chân của mình không à. Ngứa lắm. Mũi nào được, được tóc đỏ gió. Dạ nhờ, mình chạy vượt đó luôn. Các cô ăn mì tôm thấy ngon không ạ? Ăn nhiều nhất không? Nhiều quá. Các cô, hôm nay phải cảm ơn các cô rất là nhiều. Bởi dạ, vì... lúc nào cũng vậy. Bởi vì là cũng vất vả, cũng vì những người có hoàn cảnh khó khăn đây. Nhưng mà đúng thật sự là Phen cũng đã gặp rất là nhiều những trường hợp những người nghèo, những hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà mình cho người ta đón nhận một cách, nói xin phép các bác, Phen chỉ có một cái bao gạo này, nó chỉ có mấy chục nghìn thôi đúng không? Nhưng mà tính ra chỉ có 80 ngàn. 80 ngàn, nhưng mà người ta chạy thuyền bơi bằng cá sinh lực luôn á, bơi có khi bằng tay để mà quẹt ra luôn á. Là đến nơi mà người ta nhận một cái người nhận này, xong là người ta còn bảo cho xin thêm để cho những người hoàn cảnh khác ở gần đấy, là mình cảm thấy là cái phần quà mình cho đi nó ý nghĩa. Mình ăn nước lọc với thề nước mắm nhĩ luôn. Làng nghĩa xóm nên là mọi người nhận được rồi, mọi người vui lắm, muốn của mình muốn hỗ trợ hàng xóm của anh nữa. Qua đây thì em cũng thật sự là trân trọng cảm ơn chị Nga Sumo, một người chị của Phen là đến đi cùng Phen, đồng hành Phen, bởi vì đi vào Sài Gòn, đi miền Tây này. Nếu mà không có chị thì em cũng không biết là đi như nào các bác.
cảm ơn Mon nữa, bởi vì trong cái chuyến đồng hành này của Phen là 128 suất ấy, thì là Phen với cả Mon với cả chị Nga là bỏ tiền. Đấy, còn đâu Song Hỷ là bỏ công tất cả. Không có Song Hỷ thì mình cũng không biết ai để mà gửi đến mà chị Nga nữa nè. Tất cả cái phần gạo này, này. Tất cả mọi người đều cùng nhau một bàn tay không hỏi ra tiếng. Nhưng mà nhiều bàn tay là yeah. Rồi bỏ đây. 1, 2, 3 yeah. Là cảm ơn Song Hỷ nhiều hơn một chút, bởi vì Song Hỷ cũng tất bật từ lúc mà Phen với chị Nga với ạ Mon có lên ý tưởng là giúp cho những người ngoài có hoàn cảnh đây. Với cả trước khi đi nữa, Phen cũng đã cũng là mong muốn là giúp được một cái gì đó cho mọi người. Nên là cũng không biết nói gì, cảm ơn Song Hỷ rất là nhiều. Hy vọng là có một dịp sớm nhất là về Hà Giang. Bởi vì có thể là hôm nay cũng là video cuối cùng ở khu vực An Giang gặp Song Hỷ, gặp mọi người. Đấy, sau đó là mình phải chia tay. Đấy, sau đó là tiếp tục là đang di chuyển đến Sài Gòn và đi lên trên Long Thành. Đấy, rất là cảm ơn mọi người đã xem video của Phen. Hy vọng ngày hôm nay tấm lòng của một người con ở khu vực vùng núi, tuy nó ít nhưng mà dù tình cảm cũng không biết, Phen cũng không phải là có nhiều. Đấy, cũng là một phần nhỏ nhỏ của Phen, rất là mong mọi người xem video đó, nhận cho Phen, ủng hộ tinh thần cho chị Nga Sumo, ủng hộ tinh thần cho Mon và ủng hộ tinh thần cho Song Hỷ. Giờ thì Phen cũng xin phép kết thúc video để mấy chị em ăn nốt cái phần này, sau đó là lại tiếp tục là đi phát nốt những phần gạo đến tay những người khó khăn. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phen. Xin chào các bác. Bye bye.